anh kia nói anh thấy anh hiền không? Dạ có hiền. Hiền khô? Dạ cũng có kỹ tính, có khó tính ở trong đó. Dạ. Khó dụ giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Nói vậy thôi chứ ảnh mà gặp nhà gái cái khỏi giờ giấc luôn, đợi tới sáng cũng được. Bây giờ mình muốn tìm một mà nửa yêu thương của mình như thế nào nè? Dạ về ngoại hình thì khuôn mặt dễ nhìn, cao thì cao từ 1m7 trở lên. Về ngoại hình thì có một cơ thể hơi khỏe mạnh, có bờ vai rộng đó, là bạn đấy có chơi thể thao thì có tập gym thì nó mới được như vậy. Nó không cán. Không cán luôn con mình đó. À, cảm ơn các bạn rất là có trách nhiệm cao trong công việc. Ngoài ra thì em rất là hiền lành, vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Dạ, ưu điểm của em là em có trách nhiệm với công việc. Với lại em luôn luôn đúng giờ. Đúng giờ. Dạ, với lại em cũng có sở thích nấu ăn, mặc dù là có thể là nấu không ngon lắm nhưng mà em rất là thích nấu ăn. Dạ, có yêu cầu thì bạn trai cũng vui vẻ, cũng hòa đồng với mọi người, biết quan tâm, lo lắng cho gia đình, không có gia trưởng. Thì em cũng một nữ cũng ít nói, tại vì em nói nhiều. Em đi làm về thì nhắn tin hỏi câu một câu là hôm nay anh làm về có mệt không, nó như vậy là nó cảm thấy rất là vui rồi. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Thằng gọi đi em trai. Đây mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ em xin chào chú Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Em chào quý vị khán giả trong trường quay và chào anh bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Hải, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang làm trưởng phòng đảm bảo chất lượng của công ty thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Hiện tại thì em đang ở Bình Dương nhưng mà công tác thì tại ở thành phố Thủ Đức. Bạn Hải tên... quê đâu Hải? Dạ em là quê ở Hà Tĩnh. Hà Tĩnh hả? Rồi dạ. Ở Bình Dương với ai? Dạ em ở với anh ruột ạ, với là chị dâu ạ. Rồi mời em trai. Trước tiên em chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan. Em tên là Lạng, em năm nay 27 tuổi ạ. Em hiện là đang làm là chuyên viên bên trung tâm hỗ trợ xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Cái gì là anh? Dạ Trương Công Lạng. Trương Công Lạng hả? Trời tên dữ quá ta. Dạ chữ công thì nó cũng có lạ một tí, là nó là không phải là chữ C mà là chữ K. Chữ K đó hả? Dạ. Công lệnh. Dạ. Chuyên viên làm cụ thể là mình làm cái gì? Dạ thì cái công việc ở em làm đó là tiếp nhận những cái đối tượng người ăn xin, người lang thang cơ nhỡ, những cái đối tượng yếu thế trong xã hội á, thì mình tạo điều kiện cho họ là chăm sóc nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho họ hòa nhập cộng đồng. Bên Sở Lao động Thương binh dạ, xã hội. Dạ, Sở Lao động Thương binh xã hội. Ừ. Dạ. Thôi, mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì em là một người quyết đoán, rất là có trách nhiệm cao trong công việc. Ngoài ra thì em rất là hiền lành, vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Em biết nấu ăn và nấu ăn cũng khá là ngon. Với lại em hát cũng khá là hay. Em xin dành tặng cho mọi người với anh bên kia một đoạn nhỏ ca khúc Anh ơi đánh rơi người yêu. Hay quá. Ý này nhắc đừng đánh rơi đó nha. Đêm dài thêm với những nhớ nhung ban chiều, khi người chợt ghé đến khiến em mơ mộng. Anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu này, chẳng biết có gặp lại anh không này. Dạ em xin hát ạ. Công lệnh là hát bài nào tặng nhà gái đi. Dạ, bắt đầu em hát một đoạn nhỏ. Từ khi gặp em anh mới biết thế nào là yêu, từ khi gặp em anh thấy trong anh đã thay đổi nhiều, biết yêu thương và lo lắng, sẽ chia vui buồn khó khăn, có lẽ vì thế em là hạnh phúc của đời anh. Xin em đừng khóc nhé, vì đã có anh ở bên đây nữa rồi, cầm chặt tay anh mỗi khi em quên mất. Ưu điểm của khuyết điểm của công lệnh là gì? Dạ, ưu điểm của em là em có trách nhiệm với công việc. Với lại em luôn luôn đúng giờ. Đúng giờ. Dạ. Với lại em cũng có sở thích nấu ăn, mặc dù là có thể là nấu không ngon lắm nhưng mà em rất là thích nấu ăn. Còn nhược điểm của em là em không thích những người mà kiểu là không đúng giờ. Nói chung là ngay cả người yêu hay ba mẹ ở nhà, tức là hẹn lúc mà nào hẹn với em thì phải đúng giờ. Bạn rồi. Gái ở bên đây khi mà nghe bên kia chia sẻ là em là một người rất là đúng giờ,
em không thích người không đúng giờ. Có tôi thấy bạn gái bên đây cười mỉm mỉm mà hơi quê quê. Chắc bên đó trật giờ lắm hả? Bên đây hay trật giờ lắm hả em? Thì em cũng lề mề tại vì em rất là kỹ tính. Em làm gì em cũng kỹ, với lại em chuẩn bị hơi lâu. Nhưng mà về thời gian á thì em sẽ canh giờ và cố gắng sẽ đi được đúng giờ. May quá, lề mề mà không trễ giờ là được rồi. Rồi giờ mình nói tình trường của mình đi. Mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em thì 3 mối tình. Một mối tình là hồi học sinh, một mối tình nữa là ở hồi sinh viên thì được 3 năm. Thì sau khi ra trường thì em cũng có quen một người mà khoảng 1 năm thì em chia tay. Mối nào sâu đậm nhất em? Mối nào dạ sâu... mối tình sinh viên là sâu đậm nhất ạ. Với lại em đi làm rồi cho nên là em cầu toàn hơn, em suy nghĩ về tương lai nhiều hơn. Dần dần thì hai người không có tiếng nói chung nữa. Dạ đúng rồi, à, bọn em quyết định dừng lại. Bên kia 3 mối tình. Bên đây mấy mối? Em thì 2. 2 hả? 2 mà sao ngập ngừng quá vậy? Một mối tình nhưng với một mối tình. Ủa 2 hay là 1? Đơn phương. Yêu mà không nhớ nữa hả? Không, tại là một mối đơn phương. Còn một mối là yêu. Yêu lâu không? Dạ thì cũng có 7 tháng. Xong do lúc đó em học ở trong Sài Gòn, bạn đó học ở Huế. Thì xong xa quá. Yêu 7 tháng? Dạ. Mà xa nhau hết mấy tháng rồi? Xa nhau 7 tháng luôn. Bên kia 3 mối tình, bên đây có mối tình nhưng mà cũng không có gì gọi là sâu sắc hết trơn á. Bây giờ em gái. Dạ, em nghe anh kia nói em thấy anh hiền không? Dạ có hiền. Hiền khô. Dạ cũng có kỹ tính, có khó tính ở trong đó. Khó dụ giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Nói vậy thôi chứ ảnh mà gặp nhà gái khỏi giờ giấc luôn, đợi tới sáng cũng được nữa. Bây giờ mình muốn tìm một mà nửa yêu thương của mình như thế nào nè? Dạ về ngoại hình thì khuôn mặt dễ nhìn, cao thì cao từ 1m7 trở lên. Về ngoại hình thì có một cơ thể hơi khỏe mạnh, có bờ vai rộng đó, là bạn đấy có chơi thể thao thì có tập gym thì nó mới được như vậy. Bạn bên đây chắc chơi thể thao tạc lon này kia rồi. Có chơi môn gì? Nói chung là mặt bên đây sáng sủa. Dạ. Đẹp trai. Môn gì? Chơi môn gì? Dạ nói chung là chiều lại thì em hay ra công viên chạy bộ, hít xà đơn đó. Ngon lành rồi. Chị dạ nói là... cho em nghe là body bên đây là đối với chị là chị rất là xích. Có yêu cầu gì nữa không? Dạ có yêu cầu thì bạn trai cũng vui vẻ, cũng hòa đồng với mọi người, biết quan tâm lo lắng cho gia đình, không có gia trưởng, không có rượu bia, không hút thuốc lá. Bạn này thì làm về công tác xã hội như thế thì chắc chắn là bạn rất là quan tâm tới người khác, chăm sóc người khác cũng rất là tốt, bảo vệ người khác cũng rất là tốt luôn. Đối tượng của em là sao nè? Thì em cũng một bạn nữ cũng ít nói, tại vì em nói nhiều. Nói chung là em cũng không cần người bạn nữ quá làm nhiều thứ, nhưng mà chỉ cần em đi làm về thì nhắn tin hỏi câu một câu là hôm nay anh làm về có mệt không, đó, như vậy là nó cảm thấy rất là vui rồi. Trời dễ ẹt. Hả? Anh thấy được á. Hai bạn này là thấy là tương đồng với nhau. Bây giờ mình nhà trai đi với ai cưng? Dạ nay em đi của mình. Rồi có chú Quyền Linh lo. Mình đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp với là chị dâu. Đồng nghiệp rồi, xin mời ai đó đại diện nhà gái. Chào nhà gái ạ. Chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Em là đồng nghiệp với bé Hải cũng được thời gian lâu rồi. Nhưng mà bé Hải thì nó có một cái cá tính hiền lành và trung thực. Thì em thấy bạn trai bên này thì cũng thấy tương đối, thấy phù hợp. Còn đây là chị dâu, thì để chị dâu nhận xét một xíu. Em có câu hỏi muốn hỏi bạn trai là thấy bạn đúng giờ, quan trọng việc đúng giờ vậy, bạn có gia trưởng hay gì không? Dạ không, tức là em mọi việc trong gia đình á, thì nhà em thì mọi việc trong gia đình thì tất cả đều ra bàn bạc với nhau, mình sẽ trao đổi với nhau rồi mình đi đến một phương án rồi tất cả cùng thực hiện, chứ không có cái kiểu là áp đặt ý chí là muốn người này phải làm theo ý mình. Thì thấy bạn cũng tương đồng với Hải á, tính tình cũng tương đồng, thích thẳng thắn rồi vậy, thì nếu có cơ hội thì hai bạn bấm nút tìm hiểu thêm. Dạ vâng ạ. À, cảm ơn chị dâu. Trời gì nữa. Mở rào thôi. Hai bạn tự tìm hiểu với nhau. Đúng. Đi. Ca này chúng tôi không nói gì nữa hết. Rồi, tấn công đi. Đến chương trình hôm nay thì anh cũng có món quà tặng em. Dạ. Thứ nhất là cái quả địa cầu có cái đồng hồ. Tức là thứ nhất là cũng tượng trưng là em là một người rất là đúng giờ giấc. Một cái ý nghĩa thứ hai là ví dụ như sau này chúng ta đến với nhau á, mọi thời gian của anh thì dành cho em,
Món quà thứ hai đó là đây là một cái sản phẩm ở quê em, tức là em cũng đang bán cái sản phẩm này, cũng đang kinh doanh sản phẩm này. Cái loại này thì sáng sớm ra bạn nữ có thể pha với một ít nước ấm thì uống rất là khỏe, tạo sự năng động cho ngày mới. Dạ, dạ em cũng có món quà tặng cho anh, đó là một bánh là do tự tay em làm. Dạ. Cảm ơn. Với lại một cuốn sách là Đàn ông sao Hỏa, Đàn bà sao Kim. Thì em muốn là trong đây nó sẽ có những cái mà khi mà không có hiểu nhau về giữa phụ nữ và đàn ông, thì khi mà anh đọc cuốn sách này thì anh sẽ có thể lý giải được tại sao mà đối phương của mình có những cái biểu hiện như vậy, để mình có thể hiểu nhau hơn. Anh cảm ơn rất là nhiều. Anh nghĩ sao về em ạ? Em một cô gái rất là dễ thương. Dạ em xinh xắn. Nãy giờ qua cách nói chuyện thì anh cũng thấy em một cô gái là ít nói, sống nội tâm, nhưng mà theo cái giọng thì anh cũng thấy là rất biết là quan tâm người khác. Dạ. Thì em có sở thích như thế nào? Em thì em thích xem phim, em thích ca hát, thích đi du lịch. Em rất thích đi du lịch nhưng mà em chưa có cơ hội được đi du lịch cùng bạn trai. Dạ vâng. Sở thích giống anh cũng rất là thích đi du lịch, cũng giống như em là chưa bao giờ được đi du lịch với người yêu. Dạ. Thì em hy vọng là sau chương trình này, nếu mà anh và em có quen nhau thì anh có thể dẫn em theo, rồi giới thiệu những cái địa điểm lịch sử, những cái di tích đang làm hoang tàn của đất nước mình. Thì em cũng rất thích điều đó nhưng mà em chưa có cơ hội thôi. Có cơ hội thì anh cũng sẽ dẫn em đi. Bây giờ em đó, hai người thỏa thuận với nhau thử khoảng bao lâu thì mình đến với nhau được, nếu chúng ta hiểu nhau? Nếu mà quen nhau thì bao lâu thì anh tính tới chuyện hôn nhân ạ? Tầm tối đa là 2 năm. Nếu mà tính 2 năm là em 28 tuổi. Tức là tối đa, anh đang nói là tối đa, có thể là sớm hơn. Dạ. Bây giờ em tới đi lệnh, tới nắm tay Hải đi. Anh xin phép em nắm tay. Nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt Hải. Nãy giờ nói chuyện với em, anh thấy sao sao nè? Nãy giờ nói chuyện với em thì anh cũng thấy em một người con gái phù hợp với anh. Thì anh cũng mong là anh với em cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu, thì được thì mình tiến tới hôn nhân. Thì em cũng rất là sẵn lòng, vui lòng để cho mình cơ hội để làm quen với anh. Và em thấy thì những cái về tính cách rất là phù hợp với em. Dạ. Mày Hải hát hay đó, hát một bài nào tặng cho Lịnh đi. Em sẽ gửi tới anh một bài hát và khán giả trong trường quay một bài hát Phải Chăng Em Đã Yêu. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say được 9 tầng trời mây. Quá xa mơ, ánh dương nàng ngất lên ngàn có anh. Cuộc đời em vốn chỉ là đường thẳng mà thôi, mà sao tình cờ gặp anh em sẽ ngang qua đời. Vài người vội vã vội đến rồi đi, sao em không ngăn thêm được nghĩ suy. Từng đêm nhớ mong về người, biết anh còn chờ đợi. Chơi với bao đêm em thấy đủ rồi. Ngạn tia nắng anh ngần lại, ánh lên màu mắt xanh ngời, khoe lên ngàn giấc mơ ngàn trong đời. Bây giờ các bạn hãy đặt tay vào nút bấm, kiểm tra con tim mình một lần nữa xem đây có phải là một nửa mình đang đi tìm kiếm hay không? Phải nửa bánh ghép này có hợp với mình hay không? Chúng ta có rung động trước đối phương không? Bấm hay không là quyền của các bạn. Hãy lắng nghe con tim của mình và sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay đi. Hai bạn bấm rất là đều luôn, bấm cùng với nhịp tim của hai đứa đó. Một nụ hôn đầu tiên chứng minh ngày gặp mặt. Dạ, em xin phép hôn tráng. Hôn tráng là hôn con mình đó. Không hiểu á.
Cặp đôi các bạn rất là dễ thương ha. Chúng ta sẽ có những món quà dành cho các bạn đây. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kway, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139, an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Còn đây là món quà mà bạn gái tặng cho bạn. Rồi, mời hai bạn. Chị muốn tặng mấy đứa con? Dạ, hai là đẹp đó chị, hai là đẹp. Rồi, để chị coi coi các tiêu chí của em như thế nào nha. Dạ, chị ạ. Mừng quá, không hỏi, không hô, không bụng phệ. Em cao mét mấy? Dạ, em cao 1m68 chị. 1m68. Em có biết nguyên nhân tại sao mà mình tới giờ phút này mình chưa tìm được bạn gái không? Cái môi trường làm việc của em thì rất là ít nữ. Cũng một phần về em nuôi nhiều cún chó nhà chị, nên thời gian ngồi đi, thời gian làm về là em chơi với tụi nó là nhiều. Thì bây giờ có bạn gái rồi. Đó là lúc mình chưa có bạn gái chị. Bây giờ mình mới dạy có bạn gái rồi thì mình dành thời gian cho bạn gái nhiều. Bỏ tụi nó cho ai? Em tên là Nguyễn Chí Quân, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Bình Định. Từ Bình Định vào đây luôn? Dạ. Bình Định là ở chỗ nào? Dạ, em ở cuối Bình Định gần đắp danh với Quảng Ngãi. Tam Quang đúng không? Dạ, gần Tam Quang, Bồng Sơn. Bồng Sơn. Dạ. Em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại thì em đang kinh doanh bên lĩnh vực văn phòng phẩm chị. Bạn từ Bình Định vào đây lâu chưa? Em mới vào lúc sáng ạ. Mới vào luôn? Dạ. Xong rồi xong mình hẹn hò, nếu được thì không được thì cũng về Bình Định đúng không? Dạ, hai ngày nữa em về. Hai ngày nữa về, dạ. Hy vọng trong hai ngày đó chúng ta có cơ hội để điều kiện để gặp gỡ người mà nếu chúng ta đồng ý bấm nút. Dạ. Rồi, bây giờ mình cứ nghe bạn nữ giới thiệu cái đã. Dạ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào anh cùng tham gia. Em tên là Huỳnh Thị Hoàng Mai, năm nay 27 tuổi, quê em ở Bến Tre. Hiện tại em đang làm nhân viên quản lý đơn hàng về thời trang, làm ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Bạn trai ở Bình Định vậy, xa quá em có ngại không? Dạ, dự định của em là khoảng tháng 9 năm nay là em cũng vào Sài Gòn em ở chị. Nên lúc mà có đăng ký thì em cũng muốn bạn nữ của em cũng muốn làm ở gần đây. Có nghĩa là tương lai gần là mình sẽ chuyển vào trong Sài Gòn mình làm việc và sinh sống đúng không? Xa bạn rồi, ơi, tôi nói Bình Định với Sài Gòn không có xa đâu. Dạ. Nên là bạn gái mình ở Bình Định nè, mình ở Tiền Giang cũng xa đó chứ bộ. Dạ. Cuối cùng về Sài Gòn sống đó. Dạ. Đừng lo ha. Bạn gái hay giới thiệu một chút xíu về mình đi em, điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ, về điểm mạnh của em thì thích quan tâm chăm sóc mọi người. Đặc biệt là em rất là chu đáo. Thường là đi đâu làm việc gì thì em hay chuẩn bị hoặc là tổ chức một cái gì đó để cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Và rất là thích nấu ăn, thích thể thao và yêu thiên nhiên, đặc biệt là mưa và cây. Mời bạn Nam. Dạ, ưu điểm của em thì em thích là thích chơi thể thao. Em cũng một phần là thích nấu ăn mà cũng biết vài món thôi. Cũng thích bơi và cũng có lãng mạn. Hai bạn đều lãng mạn, đều rất thích ngắm mưa. Nếu trời nắng thì hai bạn sẽ không vui. Thì mình không ta lấy gì? Ngắm nắng cũng lãng mạn vậy. Tình trường đi bạn trai. Thì em đã qua hai mối tình rồi. Một mối tình thì những năm đầu của sinh viên. Mối tình thứ hai là mối tình vào những năm là em cuối đại học với cái năm đầu tiên em đi làm. Thì mối tình đó thì mối tình đối với em là sâu sắc nhất. Mấy năm? Dạ 2 năm. Tại sao chia tay? Dạ cũng một phần lúc đó thì em cũng chưa được suy nghĩ kỹ cho lắm nên nhiều khi em thiếu quyết đoán trong đó. Tức là đứa con trẻ ha. Dạ. Hy vọng lần này mình sẽ quyết đoán nhiều hơn. Dạ. Bạn gái thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, tính hiện tại thì em có 2 mối tình. Rồi. Mối tình thứ nhất là hồi học trò. Mối tình thứ hai là khi em mới ra trường. Kéo dài được bao lâu? Dạ được 1 năm ạ. Tại sao lại chia tay? Một phần cũng vì công việc và cảm thấy không hợp nhau ạ. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, chín chắn, tự chủ, nói ít, làm nhiều, biết nhìn xa. Đặc biệt là thích thể thao hoặc là yêu thiên nhiên như em thì càng tốt. Ngoại hình thì em thích một người cao ráo, có thể cao từ 1m7 trở lên. Phong cách thì đơn giản thôi. Một cái list cũng rất là dài, đầy đủ ha.
Bạn trai sau khi nghe xong cái tiêu chuẩn của bạn gái đưa ra thì bạn cảm nhận như thế nào? Mình thấy mình có đáp ứng được cái tiêu chí đó không? Thấy trong số các cái tiêu chí bạn nữ thì em cũng đáp ứng được rất là nhiều. Chỉ có chiều cao là em thiếu à. Dạ, không đến nổi đâu. Bạn cũng khá cao đấy. Rồi còn mình muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Đầu tiên về ngoại hình thì em thích bạn gái là cao khoảng 1m55 trở lên. Da trắng và tóc dài. Da đen tóc dài được không? Thì đó là mình thích hơn, còn khi mà cái mình gặp cảm giác của mình. Rồi, còn gì nữa? Còn về tính cách thì em thích bạn gái là mạnh mẽ và cá tính, cũng có xíu lãng mạn giống em. Và đặc biệt là em thích bạn gái là thích chó. Hả? Thích nuôi chó chị à. Bạn gái thích chó. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ, ở bạn gái thì em không thích là thứ nhất là bạn gái nóng tính, thứ hai là còn quá ham chơi. Còn em có điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ, hói, hồ, bụng xệ, quá an phận. Hút thuốc thì cũng ít thôi. Và uống rượu thì có thể tự chủ được. Không hói, không hô, không bụng phệ thôi đúng không? Không hút thuốc luôn hả? Ít thôi chị à. Tại vì mới mốt có gia đình thì về nhà hút thuốc có hại cho em với lại con cái á. Mình muốn sanh mấy đứa con? Dạ, hai là đẹp rồi chị. Hai là đẹp. Rồi, để chị coi các tiêu chí của em như thế nào nha. Dạ, chị ạ. Mừng quá. Không hói, không hô, không bụng phệ. Em cao mét mấy? Dạ, em cao 1m68 chị. 1m68. Em có biết nguyên nhân tại sao mà mình tới giờ phút này mình chưa tìm được bạn gái không? Cái môi trường làm việc của em thì rất là ít nữ. Cũng một phần vì em nuôi nhiều cún chó nhà chị, nên thời gian ngồi đi, thời gian đi làm về là em chơi với tụi nó là nhiều. Rồi bây giờ có bạn gái rồi. Đó là lúc mình chưa có bạn gái chị. Bây giờ thì mình mới dạy có bạn gái rồi thì mình dành thời gian cho bạn gái nhiều. Bỏ tụi nó cho ai? Thì mình cũng chia sẻ ra mình chăm sóc chị. Dạ. Nếu mà được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Dạ, theo ý muốn của em là khoảng cuối năm sau ạ. Mình đã chuẩn bị gì cho hôn nhân chưa? Dạ, về tự em thì em có thể chuẩn bị được phòng 3 đám cưới rồi ạ. Thời gian giờ tới cuối năm sau thì em cố gắng thêm ạ. À, mình có lập kế hoạch cho mình sẵn hết trơn rồi đúng không? Nhưng mà em có tính vào đây làm gì chưa? Dạ, hiện tại thì cái kế hoạch của em là em cũng muốn mở cái siêu thị mini nhỏ. Wow. Có vị trí mở siêu thị mini nhỏ chưa? Dạ, tức dạ có, tức là không, đất đấy là cũng thuê lại của người quen. À, tức là cũng thuê rồi. Dạ. Ồ, vậy tốt rồi. Chúc mừng em cố gắng kinh doanh thành công nha. Dạ. Có điều yêu cầu gì ở nhà phía nhà gái nữa không? Có mẫu người lý tưởng gì không? Em thích cái sự dễ thương của Tâm Tiết đó chị. Tâm Tiết hả? Dạ. Tâm Tiết hay Tôm Tiết? Anh lên mạng chỉ thích là Tôm Tiết thôi. Anh thích là Tôm Tiết thôi. Tôm Tiết là ngon lắm. Thôi được rồi. Đó là mọi ước thôi, nhưng mà vấn đề là mình gặp nhau mình sẽ cảm nhận ha. Chào anh. Em. Bên kia cũng lãng mạn, bên đây cũng lãng mạn, nhưng mà lãng mạn nhiều quá. Đôi khi nó mơ mộng nhiều quá cũng không tốt. Dạ không sao đâu anh, tại vì em có lãng mạn nhưng mà em cũng rất là thực tế, có thể kìm lại được. Thí dụ như em thích bạn trai bên kia lãng mạn, rồi bạn lãng mạn quá, rồi một chút bay bổng với người khác thì sao? Sao nói chuyện lại với nhau à? Anh nghĩ rằng một người lãng mạn đỡ hai người lãng mạn, rồi nhiều khi quá nó hơi cũng hơi lãng lãng á. Em nghĩ có thể cân bằng được. Có đồng ý về bán siêu thị với anh không? Hơi hướng của em thì sau này cũng muốn làm kinh doanh, em có thể hỗ trợ được. Nhưng mà anh hỏi câu này nó cũng hơi ấy, nhưng mà phải hỏi thôi. Tại sao con gái cứ không thích là hói gì lại bụng phệ này kia, mỏi này kia là sao? Hai điểm đó thì nó không nằm trong cái đẹp, nên là mình cũng hơi chia nó ra một xíu. Em nói xíu vậy sai. Anh thấy rằng rất nhiều người đẹp, rất nhiều người rất đẹp, rất đẹp. Lấy chồng là hói và bụng hơi phệ. Cái đó là có điểm khác bù trừ lại. Cũng chưa chắc có điểm khác bù trừ, có khi tình yêu thì sao? Không? Giống như anh Nguyễn Linh thì có cái duyên thì sẽ có người khác thích. Anh này cũng hói đó, cũng bụng phải đó. Thôi, nghe nhắc tới anh Nguyễn Linh đi về. Hôm nay mình có đi với ai đi theo ủng hộ mình không em? Dạ có, em đi với hai người bạn thân ạ. Dạ, chào bạn. Dạ, chào chị Cát Tường và anh Nguyễn Linh. Em tên là Trinh, là bạn thân với Mai. Mai là một người khá là tình cảm, sống rất là tình cảm và chân thành với tất cả mọi người. Về bạn trai ngày hôm nay, nói chung là hiền, dễ thương, cũng có định hướng về tương lai, có cái suy nghĩ cầu tiến. Thì đó là một ưu điểm mà em nghĩ là hợp với Mai. Dạ, là tốt rồi ha. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với người bạn thân của em thời cấp 3. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào mọi người. Em là bạn của Quân. Em có theo dõi nãy giờ, thấy bạn nữ, hai bạn có vẻ rất là hợp nhau. Bạn nữ lại rất là xinh. Thì em nghĩ là hai bạn nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ là mình gặp nhau để giao lưu với nhau nha, tìm hiểu nhau nha. Kéo màn lên.
chưa? Dạ. Quá đầu tiên gặp thì anh cũng có món quà tặng. Dạ, em cảm ơn. Em thủ khui ra luôn vậy hả? Khui luôn hả? Gì vậy? Dạ, em cũng có món quà dạ, tặng dạ. Anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cùng quyển sách mong anh sẽ đọc và cảm nhận. Một người tặng hoa, một người tặng sách, hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau. Xin mời hai bạn trò chuyện. Anh nghĩ cái ấn tượng đầu tiên nó cũng quan trọng, nên lúc mà mới gặp thì em nghĩ về thấy anh như thế nào. Em thấy có một ưu điểm là đeo kính giống em là em thích rồi. Nếu sau này quen nhau và em muốn người chồng của em thì như thế nào? Anh ấy phải là người có trách nhiệm, có sự quan tâm đến gia đình nhiều, phải biết nhìn xa để có thể là giúp gia đình của mình phát triển như thế nào, mà hai người phải làm thật sự yêu thương nhau, đồng cam cộng khổ. Lúc nãy lúc mà nghe em nói là một người rất là chu đáo và hay chuẩn bị kỹ những mọi thứ á, rất là thích. Vì anh cũng thích là đi chơi với người yêu hay đi phượt á, nhưng mà mỗi lúc đi thì không biết chuẩn bị gì hết. Anh có thể vì một người nào đó thay đổi thói quen của mình vì người đó được không? Tất nhiên rồi, thì vậy chứ một phần cũng vậy quá đó. Mai mốt lấy nhau về thì hai bạn ai sẽ là người quản lý kinh tế? Em nghĩ cái đó tất nhiên là bạn nữ chị. Do em thì em về kinh tế thì em giữ thì không có được. Chuyện con cái mình tính như thế nào? Con thì em nghĩ càng đông càng vui, miễn sao mình có đủ khả năng lo cho con là được chị. Đúng rồi. Bây giờ cái buổi hẹn hò đầu tiên của hai bạn như thế nào? Hai bạn đều là những người lãng mạn. Em là có sự cân bằng giữa thực tế và lãng mạn, nên là không cần một gì quá cầu kỳ, lãng mạn một cách đơn giản là tốt nhất. Bản thân thì cũng lãng mạn ở những, tức là muốn cái tình cảm nó nhiều hơn á, thì những lúc đó mình sẽ lãng mạn những cái lời hẹn đó, còn bình thường thì mình vẫn sống thực tế hơn. Bây giờ mỗi người sẽ nói một câu gì đó thật tình cảm. Suy nghĩ gì người đối phương thế nào, mình mong muốn điều gì. Thì khi gặp thì cái cảm giác đầu tiên thì em cũng có thích bạn, nên sau chương trình thì này thì em có thể muốn có thời gian là hai người tìm hiểu nhau kỹ hơn. Bạn gái? Em cũng rất là vui hôm nay được gặp anh, cũng có thích thích. Em mong là chúng ta sẽ dành cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn, và nếu có duyên thì sẽ tiến tới xa hơn. Bắt tay vào nút bấm đi. Cái duyên nó đã đến, vấn đề là cái nợ nó có hay không. Quyền quyết định là của các bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sai. Đúng rồi, nắm tay nhau đây hai.